Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp đầu năm Giáp Thìn 2024. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới quý cô bác, anh chị. Chúc năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe bình an tới mọi người, cuộc sống mưu sinh cùng hưởng lạc, Tết về dạo khúc nhạc tình ca, nâng chén rượu nồng ta cùng chúc, xuân về phấn khởi tựa ngàn hoa. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Giới tử vi tiết lộ cực chuẩn, đúng tháng 2 âm lịch năm 2024, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, bất ngờ đổi vận phát tài, trả sạch nợ nần, giàu như vũ bảo, tiền vàng ngập két, giàu có khó ai sánh bằng. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thân mến, nhiều người hỏi tôi rằng không hiểu sao họ sống đã quá nửa đời người mà vẫn không hết khổ, tại sao làm việc chăm chỉ quanh năm ngày tháng mà vẫn nợ nần, túng quẫn, không ngóc đầu lên được. Nhưng lại có những người đẻ ra đã vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì, cũng thừa hưởng cả gia tài, cơ nghiệp bạc tỷ, tiêu mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đó là do số mệnh an bài của mỗi người, và chỉ những người nhìn thấy trước vận mệnh thì mới có thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt đó. Theo những bậc thầy tử vi phương Đông, họ dựa vào mệnh số con giáp và ngày tháng năm sinh, cùng với sự xem xét dịch chuyển của các sao chiếu mệnh, thì thấy được duy nhất trong năm 2024 này, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, may mắn được rất nhiều phúc tinh chiếu mệnh, thần tài che chở, mà ban cho vận may bất ngờ, và được cả thiên thời, để lợi, nhân hòa, mà phất lên như diều gặp gió. Vậy, vận may nào sẽ đến với người tuổi Nhâm Dần? Làm sao để tận dụng triệt để các cơ hội đang tới? Tất cả những điều này đều sẽ được Minh Đường Tử Vi giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Sự may mắn cũng như vận quý nhân của mệnh chủ không chỉ đơn giản do mệnh tốt, mệnh quý, mà có được còn là nhờ chính bản thân con giáp này tốt bụng và chân thành trong đối nhân xử thế. Dường như chẳng khó khăn nào có thể làm Nhâm Dần ngã gục khi mà luôn có quý nhân bên cạnh. Mệnh chủ dũng cảm, kiên cường, làm gì cũng nỗ lực hết mình, nên sẽ được mọi người yêu mến, cũng được không ít người giúp đỡ, ủng hộ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nhờ thế mà đường đời cũng bằng phẳng hơn gấp nhiều phần. Dù đang trong hoàn cảnh khó khăn thì con giáp này cũng sẽ lạc quan, yêu đời, coi việc giúp người cũng là giúp mình, chứ chẳng đòi hỏi được báo đáp. Con giáp này cả đời luôn được quý nhân ở bên tương trợ, cũng một phần nhờ thế mà may mắn luôn ở bên mình, muốn gì được nấy. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi tháng 2 âm lịch 2024, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý cô bác điểm nhanh tính cách của người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Trong 12 con giáp, tuổi Dần là biểu tượng cho con hổ, sinh vật ở vị trí thứ 3 trong chuỗi tử vi phương Đông. Loài vật này được coi như là vị chúa tể của rừng xanh, hoặc được gọi một cách dân giả là ông cọp. Hổ tượng trưng cho sức mạnh, lòng dũng cảm và trí tuệ. Người tuổi Dần yêu thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang và thành công rực rỡ cho mình. Đặc biệt, họ là người mạnh mẽ, quyền uy, thường không dễ bị áp bức hay bị vu khống. Nhâm Dần rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyết đoán, nhưng lại hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Người này có tố chất lãnh đạo, không thích phục tùng người khác, cũng không thích bó buộc. Họ thích đón nhận những thách thức mới, dù khó khăn cũng không lùi bước. Nếu có thể sống theo ước mơ, theo đuổi những gì mình lựa chọn, thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của con giáp này. Người tuổi Hổ rất được lòng mọi người, họ thông minh, nhân hậu, có cá tính mạnh, cũng rất độc lập, có ý chí và lòng gan dạ hơn người. Vẻ ngoài tự tin, khiến nhiều người kiêng nể, đây cũng là khí chất của một người lãnh đạo. Nhâm Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, có quyền lực trong tay. Tuổi Dần là những con người thời hiện đại, nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống. Họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng bị xúc phạm thì họ sẽ căm ghét,
ông lòng thù hận người đó, họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Bởi vậy mà người này luôn cố gắng phấn đấu, chăm chỉ làm việc, bạn sẽ thấy thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Người tuổi Nhâm Dần là người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên, an ủi. Họ luôn là nguồn động viên, khuyến khích người khác phát triển. Thái độ chân thành của người tuổi Nhâm Dần sẽ giúp họ giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy thì đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không khoanh tay đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Phía sau vẻ oai hùng, người tuổi Nhâm Dần còn ẩn chứa một sức mạnh kiên định. Chỉ cần có cơ hội thì họ sẽ ngồi vào ngôi báu của bậc quân vương. Nhâm Dần thường sống ngay thẳng, chân thật, không mấy khi nói chuyện lòng vòng, sâu xa mà không giấu giếm suy nghĩ thật của mình. Họ là người cương trực, không chịu luồng cối, tâm hồn trong sáng, không chút phần đục. Tuy nhiên, đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham tiền bạc, hay chỉ trích người khác, chăm bàn tán chuyện thị phi, lại thiếu nhẫn nại, hay dựa dẫm vào người khác, không giỏi xã giao, lại thêm bản tính quá cương trực, ghét nói chuyện đẩy đưa, nên ra ngoài xã hội rất dễ gặp chuyện mâu thuẫn với mọi người, bị mọi người ghét bỏ, xa lánh. Đời sống tình cảm khá ổn định, nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc yếu đuối, bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Sự nghiệp của người tuổi này khá phát triển bởi họ làm việc cực kỳ nghiêm túc và chuyên tâm. Chỉ cần định rõ mục tiêu là sẽ dồn hết tâm sức để thực hiện. Tuy nhiên, nếu gặp phải khó khăn thì họ dễ bị xuống tinh thần và mất đi sự tự tin. Người tuổi Nhâm Dần được thần tài nâng đỡ, cả vận chính tài và thiên tài đều rất tốt. Dù là làm kinh doanh hay làm công sở thì đều được lộc trời ban. Tuy nhiên, mệnh chủ hành xử nên cẩn trọng, chớ thấy thắng lợi nhiều mà bất cần. Chuyện gì đã quyết thì hãy dũng cảm tiến tới. Tiếp theo sau đây, xin mời quý cô bác cùng đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện của con giáp tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 2 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Con đường sự nghiệp của người tuổi Nhâm Dần có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt nhờ có sự nâng đỡ của nguyệt lệnh lâm quan. Mệnh chủ có thể gặt hái được những thành quả xứng đáng. Cốt là bạn có sẵn sàng bỏ công bỏ sức ra làm việc, không ngại đứng trước thử thách khó khăn. Với người làm công ăn lương thì tháng 2 âm lịch này là khoảng thời gian bạn luôn cần mẫn làm việc, bất kể là trong những lúc mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi. Sự nhiệt tình trong công việc giúp bạn nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh. Khi được giao những nhiệm vụ quan trọng, bạn hãy tự tin hơn nữa vào năng lực của mình và sẵn sàng nắm bắt thời cơ. Bạn cũng có những điểm mạnh mà người khác không có được, cần phát huy đúng lúc thì ắt sẽ bước được những bước tiến dài. Các tinh thiên vu chiếu mệnh cũng giúp cho những người theo con đường học tập, nghiên cứu hoặc con đường quan hệ xã hội đạt được những bước tiến nhất định. Sự thông minh, hiếu học khiến bạn nhanh chóng tiếp thu được kiến thức một cách nhanh chóng, đồng thời có cách áp dụng phù hợp vào tình hình thực tế. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần chú ý tới những tác động tiêu cực do hung tinh thiên hình mang lại. Bạn trở nên kiêu căng, tự mãn với những thành công mà mình vừa gặt hái được. Xung quanh bạn vẫn còn rất nhiều những người tài giỏi. Nếu bạn quá dễ hài lòng với bản thân thì sẽ tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Đồng thời, bạn cũng sẽ trở nên chủ quan, lơ là, dễ dàng hành sự bất cẩn hoặc khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Xét về phương diện tài lộc. Bước sang tháng 2 âm lịch này, vận trình tài lộc của người tuổi Nhâm Dần khởi sắc hơn hẳn. Một mặt được vận khí ủng hộ, mặt khác lại có tam hội quý nhân trợ lực, nên con đường kiếm tiền, làm giàu cũng được thuận lợi, cảm giác mọi việc trôi chảy bất ngờ. Với những người làm công ăn lương, vì tuổi trẻ kẻ quốc kiếm tiền, nên hiện tại cũng không phải lo lắng chuyện tiền nông, chế độ lương hưu cũng giúp mệnh chủ sống an nhàn đến cuối đời. Với người kinh doanh buôn bán, đây cũng là một tháng buôn may bán đắt với bạn. Các đơn hàng được xử lý trơn tru, nhập vào hay xuất ra đều đạt được doanh thu khả quan. Tuy nhiên, dù tháng này có dấu hiệu ổn định hơn so với tháng trước, nhưng đầu tư mạo hiểm thì vẫn có thể dẫn tới phá tài bất cứ lúc nào, nhất là những hạng mục như chứng khoán, tiền ảo, tỷ lệ lỗ nhiều hơn lãi, nên biết dừng đúng thời điểm. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. Vận trình tình duyên của tuổi Nhâm Dần trong tháng 2 âm lịch được đánh giá không được thuận lợi cho mấy. Song kiếp tài tại mệnh ngụ ý một con người hành xử độc đoán nên sẽ đơn côi, đồng thời lòng tự tôn của bạn cũng quá mạnh, khiến họ khó có thể mà tìm được tiếng nói chung trong bất kỳ mối quan hệ nào. Lời khuyên cho người tuổi Nhâm Dần, bạn cần lưu ý lời ăn, tiếng nói và dành thời cho gia đình nhiều hơn, là tự mình tách biệt ở thế giới riêng
Đồng thời, nếu người tuổi này đã có con cháu, thì lưu ý không được quá nuông chiều đứa trẻ. Xét về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Nhâm Dần trong tháng 2 âm lịch không được khả quan cho lắm. Mệnh chủ có nhiều nỗi lo lắng, không được an yên, khiến cho tinh thần luôn trong tình trạng căng thẳng. Mặc dù cuộc sống của con giáp này chẳng có quá nhiều biến cố, nhưng chính bạn đang đặt ra áp lực cho bản thân, dễ thay đổi, cảm xúc thất thường, khiến cho sức khỏe bị ảnh hưởng. Xem kiểu cung phi tinh tháng 2 âm lịch này, mệnh chủ nên tránh dùng nhiều đồ màu vàng hoặc đỏ ở góc chính đông trong nhà, có thể khiến cho cảm xúc bất định, dễ hốt hoảng. Tiếp theo sau đâu là luận giải tử vi chi tiết 10 ngày và cẩm nang vượng vận của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, trong tháng 2 âm lịch, năm Quý Dần 2023. Tử vi 10 ngày đầu tháng, từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 2 âm lịch cho thấy. 10 ngày đầu tháng, người tuổi Nhâm Dần có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và nhận được sự đánh giá cao của ban lãnh đạo. Tuy nhiên, bạn không nên vì thành công bước đầu của mình mà trở nên kiêu ngạo, tỏ ra coi thường bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Về phương diện tài chính cũng có khởi sắc, chủ yếu là vào nửa cuối của tuần thứ hai, có thể bạn sẽ nhận được phần thưởng nóng vì đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Đối với người làm kinh doanh, buôn bán, tự thân vận động, cũng tìm ra hướng đi cho riêng mình, công việc dần vào guồng, khiến đồng tiền chảy vào túi cũng ổn định. Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện cho thấy, bản mệnh vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, xung quanh không thiếu người săn đón. Người độc thân hãy bình tĩnh quan sát và tìm hiểu mọi người, sau đó bạn sẽ nhận ra ai sẽ là người phù hợp. Đối với người đã có đôi, có cặp, bạn nên bao dung hơn cho nửa kia của mình, chớ nên nhắc đi, nhắc lại lỗi lầm của đối phương. Việc nào cho qua được thì hãy để cho nó qua, việc cố tình nhắc lại chỉ khiến cho quan hệ đôi bên thêm căng thẳng, ai cũng mệt mỏi mà thôi. Quý nhân phù trợ là tuổi Hợi, tuổi Tuất, tiểu nhân nên tránh là tuổi Thân, tuổi Mùi, màu sắc may mắn là màu đỏ, màu đen, có số phát tài là số 74, số 22 và số 91. Xem tử vi 10 ngày giữa tháng, từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2. Đây sẽ là 10 ngày với những diễn biến có tốt, có xấu đan xen trong vận trình của người tuổi Nhâm Dần. Vì thế, bạn cần phải rèn cho mình tính kiên trì, quyết tâm, đừng vì chút khó khăn nhất thời mà buông xuôi. Chỉ cần bạn cố gắng, bạn có thể hóa nguy thành an, tạo ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo, cũng như là quý nhân. Về tình hình tài chính, trong khoảng thời gian này vận tài lộc của người tuổi Nhâm Dần chưa có nhiều khởi sắc rõ rệt, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là bạn đang không tiến bộ. Chỉ cần bạn nghiêm túc làm việc của mình, mạnh dạn triển khai các dự án, thì sớm muộn gì bạn cũng thu được thành quả xứng đáng. Sự xuất hiện của sao Thiên Đức, đây như một lời cổ vũ với bản mệnh. Chỉ cần bạn quyết tâm làm việc, thì thành công nằm trong tầm tay. Vì thế, khi đứng trước khó khăn bạn nên mạnh dạn tiến bước. Về phương diện tình cảm có thăng có trầm, có thể là bởi vì vợ chồng bạn vẫn chưa đủ chín chắn và bao dung cho nhau trong những mâu thuẫn hàng ngày. Bạn hãy khoan dung, độ lượng hơn với người ấy, bởi đối phương không cố ý làm những điều trái ý với bạn đâu. Quý nhân phù trợ là tuổi Tuất và tuổi Tý, tiểu nhân nên tránh là tuổi Dậu và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn là màu trắng, màu vàng, con số phát tài là số 22. Số 8 và số 46. Xem tử vi 10 ngày cuối tháng, từ ngày 21 cho đến hết tháng. Trong 10 ngày cuối tháng này, người tuổi Nhâm Dần cần phải học cách lắng nghe mọi người nhiều hơn. Dù là người làm lãnh đạo đi nữa, thì bạn cũng chớ nên bỏ ngoài tai ý kiến của cấp dưới. Người khác với những góc nhìn khác có thể sẽ nhận ra điều mà bạn bỏ qua đấy. Trong thời gian này, sao tử vi cát tinh sẽ mang tới nhiều may mắn cho người tuổi Nhâm Dần. Bạn hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn bỏ công sức thì sẽ được đền đáp xứng đáng, thậm chí thách thức bất ngờ xuất hiện cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn. Về tình hình tài chính thiên về ổn định, thời gian này các công việc của bạn vẫn túc tắc, không đem về nguồn lợi lớn, nhưng may mắn là bạn cũng không có ý định tiêu pha gì nhiều. Hãy luôn chi tiêu có kế hoạch để dành một khoản tiết kiệm cho những sự cố bất ngờ phát sinh nhé. Về chuyện tình cảm của người Nhâm Dần độc thân vẫn chưa có nhiều tiến triển đáng kể. Bạn thường tỏ ra khá độ lập, không muốn tiến xa hơn trong các mối quan hệ khác giới, nhưng cũng không từ chối ai một cách rõ ràng. Cách làm này của bạn có thể gây tốn thời gian cho cả đôi bên. Quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tiểu nhân nên tránh là tuổi Thìn và tuổi Sửu. Màu sắc may mắn là màu trắng, màu đen. Con số phát tài là số 78, số 46 và số 54. Quý cô bác thân mến,
Xem đến đây chắc hẳn quý cô bác đã nắm được cơ bản về vận trình của mình trong tháng 2 âm lịch rồi. Vậy trong tháng 2 âm lịch này, quý cô bác cần phải làm gì để có thể nắm bắt vận may, đổi đời như ý? Thì tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi vén màn qua những phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình sẽ là lời cảnh báo của các nhà tử vi về vận mệnh của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, thị phi rình rập. Xem vận hạn của 12 con giáp trong tháng 2 âm lịch thấy rằng, họa thị phi luôn rình rập, người tuổi Nhâm Dần dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, mệnh chủ cũng không nên ôm chuyện bao đồng, đặc biệt với người làm ăn kinh doanh. Mệnh chủ cần chú trọng uy tín, tuân thủ pháp luật, đừng xung đột với cơ quan hành pháp, nếu không sẽ rất dễ bị tổn hại. Khi gặp mâu thuẫn với ai, tốt nhất không nên tranh chấp quá gay gắt, thay vào đó nên cố gắng hòa giải. Chỉ cần mọi người kiên nhẫn lắng nghe nhau, thử đặt mình vào vị trí của người khác thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời quý cô bác cùng Minh Đường Tử Vi đi vào phần luận giải chi tiết theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 1 âm lịch, tức là tháng Giêng, trùng với thời điểm Tết đến, xuân về. Nên người tuổi Nhâm Dần sinh vào thời điểm này trong năm cũng có tính cách chính trực, lương thiện, có ý chí kiên định, vững vàng, gia đạo an yên, hưng vượng vô cùng. Từ khi sinh ra đã được sống trong phú quý, người này có số thăng quan, phát tài, thông minh, tài giỏi, ở trên vạn người, không phải chịu sự quản thúc của người khác, con cái có hiếu, tương lai rộng mở, người này được trưởng bối yêu thương và giúp đỡ rất nhiều, có con đường phát triển hanh thông, vượng phát. Có thể nói, người cầm tin con hổ mà sinh tháng Giêng thì quả là tháng sinh đại cát của 12 con giáp, vừa sinh ra đã được hưởng phúc khí kéo dài cho đến hết cuộc đời. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch trùng tiết kinh chập là thời điểm xuất lực dụng võ, thể hiện sức mạnh cá nhân. Người này tài trí hơn người, dụng mưu như thần, việc gì đã quyết là tất sẽ thành, có tài kinh ban tế thế, có thể thống lĩnh đại quân, lãnh đạo vạn người. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 2 âm lịch trùng vào tiết kinh chập là vô cùng tốt đẹp, tài năng xuất chúng, họ có thể làm nên đại nghiệp, kinh thiên động địa, vừa có đức, lại vừa có tài, vừa có trí, lại vừa có dũng, vừa có trung lại vừa có hiếu. Thực không thể có điều gì khiến cho người này lùi bước, họ có khả năng trở thành lãnh đạo, là tấm gương để người người noi theo, được kính nể và ngưỡng mộ, cũng được yêu quý rất nhiều. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch trùng với tiết Thanh Minh, người này được cường lộc đất trời, nên có khí thế xung thiên, lập nên nhiều công trạng, họa lộ hanh thông, trọng người ngưỡng vọng. Người này tiền vận không được tốt cho lắm, từ sau tuổi trung niên thì điểm khởi phát không gì có thể ngăn cản được, sự thăng tiến nhanh như vũ bảo, khi thấy hiếm người bị kịp. Người cầm tin con hổ sinh vào tháng 3 âm lịch, trời phú cho sự thông minh, đỉnh ngộ, dù làm bất cứ việc gì cũng đạt được thành tích cao tới bất ngờ, đường công danh sự nghiệp vượng phát, có địa vị cao trong xã hội. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Lập Hạ, tiết trời nóng bức, sông cây cối lại sung xuê, tươi tốt, người này được hưởng phú quý, cả đời không phải lo phiền, con cháu hiền hiếu thảo. Người cầm tin con hổ sinh vào tháng 4 âm lịch, xem tử vi thì có phúc tướng, gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng yêu thương, giúp đỡ nhau nhiều trong cuộc sống, trong công việc gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân tương trợ, thăng quan tiến chức trong tầm tay, cả đời tiêu dao tự tại, chuyện gì cũng hanh thông, không phải lo phiền. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết Mang Trùng, vận mệnh người này khá tốt, con người có phong độ, có huy nhiệm riêng, văn võ song toàn, can đảm hơn người, biết tiến biết lùi, giỏi ăn nói, giỏi đối nhân xử thế, bất cứ chuyện gì cũng đều lên kế hoạch rõ ràng, nhờ thế mà đạt được nhiều thành tựu, tay trắng lập nghiệp, thành công vang dội, phú quý đầy nhà, người người ngưỡng vọng. Tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 5 âm lịch, người này không được hưởng phúc lộc tổ tiên để lại, song bù lại có tinh thần tự lập cao, mọi chuyện đều dựa vào chính sức mình, nhờ có tài năng hơn người, có ý chí và lòng can đảm, lại được quý nhân nâng đỡ, nên họ giành được nhiều thành công trong cuộc sống, tính cách ngay thẳng, cũng rất nghiêm khắc, đạt được quyền thế vững vàng. Tuy nhiên, người này tính khí có phần nóng nảy, nên dễ đắc tội với người khác, nên cải thiện điều này để tránh nảy sinh xung đột, mâu thuẫn nghiêm trọng. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết Tiểu Thử trong năm, tiết trời khô hanh, làm gì cũng khó. Chính nhờ thế mà người này có ý chí hơn người, có dũng khí, cũng có lòng quyết tâm hiếm ai sánh bằng. Có điều, ý chí không thiếu, mà tài lực lại góp phần ít ỏi, nên mưu sự khó thành hành, sự nhiều khó khăn,
vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 6 này khá trắc trở, phải trải qua nhiều sóng gió, cũng khó bề làm nên cơ nghiệp. Người này có tinh thần nghĩa hiệp, không khoanh tay trước chuyện bất bình, nếu có thể sẽ giúp đỡ tới cùng, có ý chí, có quyết tâm. Sau một đời nhiều lần thất vọng khi ước mơ, tuy có lòng thực hiện bản thân nhưng tài lực không đủ, lại không may mắn có quý nhân giúp đỡ nên có thể gặp phải chuyện tang tóc, mất đi người quý mẫu. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch vào tiết Lập Thu, xem vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần theo tháng sinh âm lịch thì người này có tính cách mạnh mẽ, kiên định, gan dạ, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao. Dù có khó khăn đến đâu, họ vẫn quyết tâm chinh phục và giành được những thành công đáng kể. Người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 7 âm lịch có ý chí không thể khuất phục, cũng có tài trí hơn người. Họ là người phóng khoáng, nhiệt tình, năng giúp đỡ mọi người, vì chính nghĩa mà chẳng từ nan. Tuy nhiên, tổ nghiệp phúc mỏng nên tiền vận gặp nhiều trắc trở. Từ trung vận trở đi, dựa vào nghị lực của bản thân và tài năng sẵn có mà tay trắng làm nên cơ nghiệp, được người người kính nể. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 8 âm lịch. Người cầm tin con hổ là chúa tể rừng xanh, khi có thiên tư đỉnh ngộ, mưu sự siêu việt, tài văn chương xuất chúng, lại có khả năng nhìn xa trông rộng nên nắm bắt được nhiều thời cơ hiếm có, cả đời đều được trọng vọng, vang danh bốn bể, ý chí ngất trời. Song người này phúc lộc tổ tông bạc nên cả đời phải tự lực, tự cường, dựa vào bản thân là chính. May sao có quý nhân tới giúp sức phần nào nên gặp hung hóa cát, vận trình dần dần hưng vượng, vạn sự đại cát, công thành danh toại. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết hàng lộ, người sinh tháng này mãn phúc kinh luân, học cao hiểu rộng, chỉ hiềm sinh không gặp thời nên mưu sự khó thành. Chính vì thế mà họ chỉ cầu bình an, có phần an phận thủ thường, chứ không mơ tưởng đại nghiệp, thậm chí còn có ý từ bỏ cõi hồng trần, tu thân, xóa bỏ tạp niệm. Người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 9 âm lịch, xét theo tử vi 12 con giáp thì người này tài trí hơn người, thông minh, linh hoạt, học hành giỏi giang, trí tuệ uyên bát, chỉ có điều họ không đủ thực tế, chỉ biết học suông chứ không áp dụng được kiến thức vào đời sống, khả năng tự lập kém, khá dựa dẫm, ỷ lại, chỉ mong đi theo người khác chứ không muốn tự mình lập nghiệp. Thêm nữa, người này mắc phải chứng tự cao, tự đại nên làm gì cũng khó khăn, cản trở, không được quý nhân ái thương, có tài mà chẳng có nơi dụng võ, chỉ biết cảm thắng thế sự, không chịu lòng người. Nếu biết sửa đổi tính này, tự lập hơn, dám chịu khó, chịu khổ thì có thể sẽ làm nên sự nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết Lập Đông, vận mệnh người này tuy rằng vất vả nhưng không được như ý, có tài năng, có trí tuệ, song sinh chẳng gặp thời, phải tha hương cầu thực, bôn ba ngược xuôi, song lực mỏng phải dựa vào người khác thì mới mong có thể lập nghiệp. Số kiếp người này phải xa nhà, xa người thân, chịu nhiều khó khăn, vất vả, công sức bỏ ra nhiều nhưng thành quả hưởng chẳng bao nhiêu. Họ là người trọng nghĩa khí, tính khí cũng hiền hòa, nho nhã. Nếu có thể tìm được người hợp tác đáng tin cậy thì vận trình có thể khởi sắc, sự nghiệp có điểm khởi phát, nếu không thì vất vả cả đời nhưng cũng không đạt được thành tựu gì đáng kể. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết Đại Tuyết, người này vận mệnh cuộc đời chịu nhiều trắc trở, gặp phải nhiều chuyện không như ý, thậm chí có thể vướng phải tai họa bất ngờ như bệnh tật, tai nạn, hạn lao tù, mưu sự khó thành, nhiều nỗi ưu sầu, vạn sự cẩn trọng vẫn hơn. Người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 11 âm lịch, cuộc đời phải trải qua nhiều tai ách, lại không được quý nhân để mắt nâng đỡ ít nhiều nên cả đời bôn ba ngược xuôi. Tuy nhiên, nếu cố gắng hết mình thì dù không làm nên sự nghiệp gì vẻ vang to lớn, song cũng không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Trong mệnh có điểm báo hiểm họa lao tù nên cần phải lưu ý cẩn trọng khi hành sự, chớ lơi là cảnh giác, kẻo sẽ vướng vào tai họa từ trên trời rơi xuống. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 12 âm lịch, tức là tháng Chạp. Người cầm tin con hổ sinh tháng 12 âm lịch, cuộc đời nhiều sóng gió, ưu tư, chẳng được hưởng cảnh thái bình, cả đời sống trong bóng tối, mờ nhạt, chẳng mấy người biết đến, khó có được thành tựu nào đáng kể. Nên tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, năng kết giao bạn bè, để vượng vận quý nhân, nhờ quý nhân nâng đỡ, có cơ hội thể hiện tài năng, may ra đạt được ước nguyện, có sự nghiệp, công danh thăng tiến. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, có người sẽ coi chúng ta chỉ là một cọng cỏ, nhưng có người sẽ xem chúng ta là bảo bối, có lúc sẽ được người khác nâng niu như là một chiếc bánh thơm quý, có lúc lại bị người khác coi như củ mài, củ khoai.
Khổng Tử từng nói rằng ba kiểu bạn bè có ích và ba kiểu bạn bè có hại. Kết giao với người chính trực không vụ lợi, kết giao với người khoan dung, kết giao với người hiểu biết sâu rộng là điều có ích đối với đức hạnh của chúng ta. Nếu như kết giao với người A-dua, kết giao với người su nịnh, kết giao với người xảo ngôn thì đều sẽ tổn hại đức hạnh của chúng ta. Chúng ta có thể xem hết thảy mọi người đều là bạn bè, thế nhưng phải biết quý trọng sinh mệnh của mình, kết giao với những người có đức hạnh tốt, không thân cận với những người có đức hạnh xấu xa. Thời cổ đại có câu chuyện nổi tiếng kể về Quảng Ninh và Hoa Hâm như sau. Quảng Ninh và Hoa Hâm từng là bạn thân thiết của nhau, lúc còn đi học thường thường là vừa đọc sách, vừa làm việc. Một hôm hai người đang ở trong vườn cuốc đất, trồng rau, thì cuốc được một thỏi vàng. Tiền tài quả thực khuấy động lòng người, Quảng Ninh nhìn thấy thỏi vàng, liền con nó cũng giống như hòn gạch, hòn đá, cứ tiếp tục cuốc và để thỏi vàng sang một bên. Hoa Hâm không đành lòng, liền cầm thỏi vàng lên xem một chút, rồi liền ném xuống đất. Mấy ngày sau, khi hai người đang ở trong phòng đọc sách, thì ngoài đường có tiếng kèn, hôn hậu ắt vang dậy, tiếng chiêng trống quả thực náo nhiệt và tiếng người nháo nhác nhau rằng. Có vẻ quý nhân ngồi xe đi qua, Quảng Ninh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục chăm chú đọc sách, nhưng Hoa Hâm lại ngồi không yên, liền bỏ sách chạy ra xem. Khi xe ngựa đã đi qua, Hoa Hưng trở lại trong phòng, Quảng Ninh cầm một con dao nhỏ, cắt đôi chiếc chiếu mà hai người ngồi chung ra và nói, ngươi không phải là bạn của ta. Nhiều năm sau, Hoa Hâm trở thành nhân vật quan trọng trong triều đình, làm trọng thần nước Ngụy thời Tam Quốc. Quảng Ninh vẫn là giới đọc sách, chọn đời không ra làm quan với nhà Ngụy. Hậu duệ của ông chính là nhà chính trị, tư tưởng nổi tiếng nước Tề, thời Xuân Thu, quan trọng. Mỗi người có một chí hướng, việc tuyệt giao bạn bè của Quảng Ninh là nói rõ ra nguyên tắc làm người của ông, trân quý phẩm đức của bản thân mình. Điểm cố này nói cho chúng ta biết rằng, con người khi còn sống trên đời thì không thể đánh mất bản thân, không thể để tâm động vì những điều hấp dẫn bên ngoài. Đời người có rất nhiều thứ mà vĩnh viễn chúng ta không thể có được, vậy nên càng phải quý trọng những thứ mà mình đã có. Hãy trân quý cha mẹ mình. Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ chính là bầu trời của chúng ta, cho chúng ta một gia đình ấm áp, dạy chúng ta những đạo lý làm người, những bài học vỡ lòng. Mãi đến khi chúng ta trưởng thành, cha mẹ vẫn luôn ở bên, cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Tình yêu thương của cha mẹ chính là tài phú của cuộc đời con cái. Hãy trân quý những người mà chúng ta đang có. Chúng ta hiểu rằng, trong cuộc đời này gặp được ai đều là vì duyên phận, đặc biệt, những người có thể ở bên mình, chia ngọt sẻ bùi. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, khi ấy chẳng phải duyên phận đáng quý sao? Khổng Tử nói, đức bất cô, tất hữu linh. Y nói rằng, người có đức thì sẽ không lẻ loi, tất sẽ có bạn. Hãy quý trọng con cái. Trẻ con là nhân duyên, là tìm đến con cái để có nơi nương tựa. Trong mắt trẻ, cha mẹ chính là ông trời, con cái luôn tuyệt đối tin tưởng ở cha mẹ. Vì thế, cha mẹ nên làm bạn với con, cho chúng cảm giác an toàn. Cho chúng hoàn cảnh ban đầu tốt đẹp, trợ giúp chúng bước đi vững chắc trên con đường nhân sinh. Hãy trân quý người dạy dỗ mình, đời người có thể gặp được người dạy dỗ, hướng dẫn, chỉ bảo mình là điều may mắn, một người có thể thành thạo được một nghề là có thể có khả năng sinh tồn. Hãy đừng quên quý trọng tín ngưỡng của bản thân. Tín ngưỡng là phương pháp cho chúng ta tìm kiếm được sự an tĩnh về tâm linh. Con người bởi vì có tiếng người mới biết được ý nghĩa tương lai và trốn trở về chân chính của sinh mệnh, đó là con đường thành Phật chỉ ra. Để chúng ta không bị mê lạc mất. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 2 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng mới của mình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.